Chào các con học sinh lớp 3 Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ tiếng Việt Các con thân mến Sau đây cô đọc cho các con nghe đoạn văn Nói về một con vật Hoặc cây, hoa, quả Mà em thích Mời các con tham khảo Trao đổi Đề bài Hãy nói về một con vật Hoặc cây, hoa, quả Mà em thích Bài làm Nhà em trồng một cây xoài Nằm nào cũng sai chữ quả Quả xoài to hơn bàn tay của em. Nhìn bên ngoài, quả xoài như một bàn tay mập mạp. Mình dày. Ở giữa và thua và thuôn dần sang hai bên. Quả xoài khi non có màu xanh tươi. Xoài chín khoác lên mình tấm áo màu vàng tươi, nhẵn mịn. Quả xoài căng mọng, trông thích mắt lắm. Em sờ vào có cảm giác vỏ rất mỏng bên trong lớp vỏ mỏng là phần ruột mềm màu vàng cam xoài chín rất ngọt và có mùi thơm vô cùng đặc biệt mỗi khi mẹ em bổ xoài em thích như được nhìn hai cái má xoài vàng ươm hạt xoài cứng được bao bọc bởi lớp sơ màu trắng sữa bên ngoài em ấn tượng với mùi hương vô cùng hấp dẫn khiến ai ai cũng không thể cưỡng lại được Cắn một miếng xoài mà vị ngọt hương thơm vẫn đọng lại nơi đầu lưỡi. Xoài không chỉ thơm ngon mà còn rất bổ dưỡng. Em ăn hoài mà. Mẹ em nói xoài có rất nhiều vitamin C. Nên khi ăn xoài cơ thể sẽ khỏe mạnh hơn, da rẻ cũng hồng hào hơn. Xoài là một thứ quả lý tưởng trong mùa hè. Không chỉ ăn khi chín. Xoài còn có thể ăn ngay khi nó còn xanh xoài xanh chấm muối hoặc làm xoài lắc món ăn mà chị gái em yêu thích em thấy quả xoài thật tuyệt nó là một món ăn trắng miệng thật bổ dưỡng và thơm ngon em sẽ chăm sóc cây thật tốt để mỗi năm đều sai chịu quả đoạn văn nói về một con vật hoặc cây hoa quả mà em thích đến đây là hết rồi nếu thấy hay các con bấm nút thích chia sẻ cho các bạn cùng xem bạn nào chưa đăng ký vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh dạy con học tiểu học nhé cô chào các con